Nặng bụng quá đi thôi. Làm sao để hết cảm giác khó chịu này đây? Ủa? Ai mà ngồi gục mặt giữa đường vậy kìa? Hành tím đó phải không em? Dạ em đây. Em chào anh Quỳnh Đông ạ. Sao tự nhiên ngồi giữa đường giữa xá ôm mặt vậy? Bộ em bị đau ở đâu hả? Dạ em bị đau bụng. Chính xác hơn là em bị táo bón ạ. Anh hiểu rồi. Thôi vậy nha, anh sẽ dắt em qua bên nhà doctor khỏe, nhờ doctor khỏe khám cho em, chịu không? Dạ, em chịu liền. Rồi, bây giờ thì thẳng tiến nhà doctor khỏe thôi. Đồng xu đây nè, mày coi kỹ nha. Ủa, đồng xu đâu rồi ta? Đã nói mình chỗ tài ảo thuật mà, cái gì mình cũng làm biến mất được hết á. Ủa, phải không đó? Thiệt vậy sao ta? Wow, nếu đúng vậy, bạn cũng làm biến mất bệnh táo bón phải không? Hả? Là sao? Chào Chôm Chôm, ý của Hành Tím á là em có thể giúp được bạn ấy chữa bệnh táo bón không á? Dạ, chắc là không được rồi. Sao bạn nói là biến mất được mọi thứ mà? Ảo thuật á là do mình luyện tập với thêm thủ thuật nữa, chứ đâu phải là phép thuật biến hóa gì đâu. Anh nói đúng không Chôm Chôm? Dạ, anh Huỳnh Đông nói đúng mà. Chờ ảo thuật của mình chỉ là để giải trí thôi Hành Tím ơi. Vậy ai mới chữa được táo bón bây giờ? Mình đây chứ ai. Em nói thiệt hả chú Chít? Nhưng mà thôi, để chắc ăn á là cứ chờ doctor khỏe xác nhận cái đã. Chú Chít nói đúng đó Quỳnh Đông. Dạ chào doctor khỏe. Nếu vậy á thì doctor khỏe giải thích rõ hơn cho mọi người được biết đi. Theo y học cổ truyền, chú Chít có vị đắng, tính lạnh, tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng. Theo y học hiện đại, cơ thể em có chứa antraglucosid bao gồm rumicin, emodin, acid risulfanic, rizarobin và lượng chất xơ rất cao nữa. Các hoạt chất có lợi cho sức khỏe và lượng chất xơ cao này có tác dụng tăng cường sự co bóp ở ruột, từ đó giúp hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng hơn. Wow, anh không ngờ là chú Chít lại có nhiều dưỡng chất hay đến như vậy. Vậy nếu vậy mình sử dụng chút chít để chữa bệnh táo bón á thì sẽ làm như thế nào hả Tâm Tâm Khỏe? Chúng ta chuẩn bị 4 gram rễ chút chít, 4 gram cam thảo, tất cả rửa sạch, đổ 3 chén nhỏ nước sắc, còn 1 chén, tiếp đó chia 2 lần uống trong ngày, uống lúc còn nóng, trong liên tục 3 ngày nha. Vậy thì khi dùng chút chít để chữa bệnh táo bón, mình có cần phải lưu ý điều gì không nè? Dạ, phụ nữ mang thai và đang cho con bú không nên dùng em ạ. Nhưng mà tốt nhất vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng chút chít nha. Vậy là Hành Tím an tâm kết thân với chút chít để không lo táo bón nữa nha. Dạ. Ngoài ra, Hành Tím phải thường xuyên bổ sung nhiều chất xơ, dẫn động cơ thể để hạn chế táo bón. Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn Dr. Khỏe. Dạ, còn bây giờ thì Quỳnh Đông, Dr. Khỏe cùng các bạn nhỏ dễ thương trong khu vườn xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Xin chào. Hẹn gặp lại.